chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì ngày hôm nay á Hanh đem theo cái bội này. Thì giấc này là giấc sáng cả nhà ơi, giấc này ông mặt trời vừa mới lên thì Hanh mới đi thăm, tại vì sáng sớm đi lạnh lắm. Bây giờ vừa mới nắng lên thì Hanh mới bắt đầu đi thăm cái câu ếch. Thì Hanh đem cái bội này để Hanh đựng ếch nha. Còn cái thau này thì Hanh sẽ đem đi đổ 12 cứ ngục. Bây giờ Hanh mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi thăm câu ếch với Hanh nha. Bây giờ mình cùng đi thôi. Ô, 12 cứ ngục thấy dính cua cả nhà ơi. Cái 12 cứ ngục lát mình đổ sau, giờ mình đi thăm lập ớt trước đi. Để lát nữa mình đổ 12 cứ ngục sau. Thấy có dính cua rồi đó. Ô, cây đầu tiên không có dính. Cái này chắc hồi đêm chuột nó ăn nè ta. Cây đầu tiên không có dính, bị thắt rồi. Bây giờ một cây không dính thì mình đi dài tới đẳng cả nhà ơi. Cái thứ hai này dính được con ếch. Ui, cả nhà coi nè, cái dấu của nó bò quào, chắc nó dính từ đêm giờ nè. Cái dấu của nó quào nè. Ui, cái dấu hết sức luôn. Một anh quá trời dơ rồi. Một anh ếch rồi cả nhà ơi. Anh gỡ ra anh để vô. Ui, coi nó nhảy nè. Nó nhảy từ đêm giờ coi nè. Nó xích da xích thịt trơn luôn. Cây đầu tiên không dính, cây thứ hai dính. Ngày hôm qua Hanh đi dăng là giấc chiều, mà giấc chiều đó là trời mưa nữa. Bởi nói trời mưa là ếch nó ra dữ lắm. Chạy tư đẳng chạy lại. Ô, cây này không có dính. Cây này có cái dấu á, có cái dấu ếch đi ra nè. Cái này có cái dấu ếch đi ra cả nhà ơi nè. Cái giống này của con ếch nó đi ra mà nó ăn không có dính mồi nè. Nó ăn không có dính cục mồi. Bây giờ mình đi vào đẳng này. Thế là được một con rồi. Ui, cái chỗ này cả nhà ơi. Cái chỗ này có cái dấu bới mới nè. Ừ. Cái này con ếch nó ăn nó gịch nè, cái dấu giò ếch nè, rõ ràng luôn. Đó, cái dấu bới mới ốc luôn, sình nè, sình hay còn sình nè. Để Thanh móc cái hang này thử coi. Coi chừng nó chung vô rồi cả nhà ơi. Ếch hay là cua đây? Nguy hiểm quá. Rồi, cái hang hơi bị sâu luôn á. Mới không tới. Cái hang quá sâu rồi. Cái này là con ếch nó ra. Nó có ăn mồi nè. Mà kiểu như nó ăn rồi nó khô. Cái nhà nó ăn nó không có dính vô câu. Anh rửa tay quá xịn. Cái chỗ này giấu bới với ốc luôn. Wow. Cục mồi còn cái tiếng này vậy. Đi dài đắng luôn. Mệt á. Dạ. Không dính nữa rồi. Thất bại rồi. Cái mò gọi nguyên à. Thank you.
Ô, cây này bị mắc cục mồi cả nhà ơi. Cây này bị mắc cục mồi à. Ê, cây đó dính kìa, cây đó dính mà ớt chết rồi kìa. Chỗ này ngay cái ống bọc bên đó. Ô, chỗ này dính con ớt mà bị chết rồi cả nhà ơi. Ô, cái dấu con, ôi ôi coi nè, nó quằn nè, nó quằn từ đêm giờ, con này dính lâu à. Con này dính hồi đêm giờ cả nhà ơi. Cái dấu nó quằn hết hồn luôn nè. Mấy cái chảy máu nữa. Này vừa mới chết. Mắt hay còn trăng. Hay còn trong. Nó chưa có đục. Đi ở dưới đây do là đang đi chậm chậm cả nhà. Do ở dưới đây á. Mài ốc không à. Bữa nay không có mang vớ nè. Nó cắt cái giò. Cho nên đi. Không dám đi nhanh. Wow, cái cần này bị đứt lử luôn cả nhà ơi. Coi nè, cái này là dấu giò cho con ếch này nó bự nè. Nó bự nó bị đứt lử luôn rồi nè. Nè, cái lử mất tiêu rồi nè cả nhà ơi. Coi cái dấu nè, hết hồn cái dấu luôn. Con ếch bự nó đi, nó ăn cục mồi rồi nó bứt đi. Ôi ôi, cái này thì kiến lửa nó làm mồi luôn kìa. Chỗ này không có dính gì. Không có thấy dấu gì hết. Wow, wow. Dính được con ếch nhỏ. Chết luôn hay gì ta? Chết rồi. Con nhái nhỏ cả nhà ơi, nhưng mà nó bị chết rồi. Ui, nó cuốn vô cái cây ghê thiệt nè. Đây nè. Chắc ghê, nó xe viền vòng. Mấy chỗ này là mấy chỗ bí hiểm không nè cả nhà. Giấu mà ếch nó không ăn, nó khôn ghê. Đây nữa nè, mất tiêu cục mồi. Cái dấu giò hết sức luôn. Mà không dính. Nhìn tới đây còn mấy cây không ta? Hình như tới đây là hết rồi nè. Rồi tới đây là hết rồi. Giờ mình đi lên. Rồi bây giờ mình đi lên. Đi lên nè. Còn ở trên ruộng 2 cây nữa. Mình chỉnh thăm 2 cây trên ruộng nữa. Ô, con nhái kìa. Nhái nhỏ nó chạy kìa. Trên đây vậy mà không dính. Trên đây không có dấu luôn á. Bởi trên ruộng này ếch nó xuống kinh hết rồi. Cho nên không có dấu ếch luôn. Hai cây thắt luôn. Cục mồi còn nguyên. Rồi bây giờ đi thăm 12 cửa ngục cả nhà ơi. Ngày hôm qua Thanh thăm rồi, Thanh đặt lại, bữa nay Thanh đặt lại. Thăm bữa nay nếu mà nó chạy ít á, cái bắt đầu mình Thanh cuốn Thanh đi ra cái cánh ngoài hoặc là cánh vô trong này Thanh đặt. Đổi cánh. Ếch sống. Được một ăn ếch. Ếch với cua. Cái ếch sống mà. Ủa, bữa nay chạy ít rồi cả nhà ơi. Bữa nay chạy ít thì là chắc đổi cánh mới được. Nay cuốn về luôn. Cuốn về đổi cánh thôi. Thank you.
rồi Hanh bắt con ếch bỏ vô cái bột. Được một con ếch. Ếch này còn sống, chắc ếch này mới chạy vô. Chuyện ơi, được con tôm nữa này cả nhà ơi. Ui, ôi đồ xị. Con ở ngoài sông, ở trong đồng cái này là chắc tôm nó đi vô theo cái con kinh lớn này nè. Cái đường này người ta xả nước ra nước vô á. Đúng vậy luôn. Nay hết chạy rồi, nay đóng rong rồi. Ôi, cái này dính ếch nhiều luôn. Wow, ba con ếch luôn. Được con tôm nữa rồi kìa. Con này dính tôm hoài luôn á. Chắc cái này là nó vô tôm, nó vô ngoài sông nó vô. Tôm ngoài sông nó vô. Đặt bằng hai con ngọc là dính tôm. Ba con ếch luôn, cái này được ba con ếch luôn, mà ếch chết rồi. Nè, đây này cả nhà ơi, ba con ếch với con tôm với mấy con cá lồng kiến đã hành nổ ra luôn, cá chết rồi. Cả nhà biết sao, cái này nó bị ngập nước nè, kiểu như nó ngập nước, nó có cái đầu thì nó đỡ, có cái đầu hở lên trên á, nó thở thì nó sống đó. Thấy cái hao lại đây. Dạ, con cá nó kiếm nè. Con cá nó thêm nữa nè. Tôm nữa. Được thêm một con tôm nữa. Ôi, bị lủng rồi. Cái này chắc cá vô dùi ra hết rồi. Lủng lỗ chà bá luôn. Về nhà sửa lại mới được, về nhà sửa lại đi đặt. Ôi con này tôm lột. Tôm này bự hơn con tôm này. Nó lột vỏ cả nhà ơi, nó mềm mèo à. Vớt cái gỗ lại mới được. Ôm ớt được 3 con. Ui ớt bự không. Chạy vô 12 cái ngục mà không chịu chạy vô ấy ha. Chạy vô trong ăn cầu á. Đâu rồi. Đây. Ôi con ếch chết sình luôn rồi. Này chắc dính ngày hôm qua, sình luôn rồi, sình ương luôn rồi. Ôi, hai con tôm bự. Wow! Sao mà ở ngoài này dính tôm chuyện. Ôi, tôm chà bá luôn cả nhà ơi, sao mà ở ngoài đồng Thanh đặt ở trong cái đồng này mà dính tôm ta? Kỳ vậy trời. Sợ dính tôm cả nhà không tin luôn á, nhưng mà cái này là dính thiệt cả nhà ơi. Không biết nói sao luôn á, nhưng mà ở ngoài đồng này Thanh còn không tin nữa. Ở ngoài đồng này mà sao dính tôm được mới hay nè. Cái này dính sợ cả nhà không tin luôn á. Chắc cái này á cả nhà lại nó vô cái kinh này á. Ta khai nước ở ngoài sông vô nè. Cho nên chắc là tôm sông nó vô á. Nãy giờ ba đồng quá, đồng nào cũng dính tôm chứ Thanh sợ cả nhà không tin quá à. Nhưng mà cái này là dính thiệt cả nhà ơi, cái này là Thanh đặt ngày hôm qua. Hôm qua Thanh thăm rồi, Thanh thăm hết một chuyến rồi. Hôm qua có mấy con tép nhỏ nhỏ mà. Thanh thăm hết một chuyến rồi. Thấy cái gỗ lại đây thôi tôm này ra. Cái không có. Thanh đặt lại, Thanh bữa nay kiếm mấy cá ăn thôi à. Mà không ngờ là dính tôm nữa rồi. Tôm bự quá à. Ôi này chuyện ơi, cả nhà ơi, tôm càng xanh luôn á, sợ cả nhà không tin luôn á, hai con luôn, nhưng mà hai cái đầu nãy cũng dính luôn, gọi ra con cua rồi, mỗi đầu một con nha, con tôm này quá chừng bự rồi. Ôi, ô hên quá, hên,
Ui nó phóng ra liền luôn á cả nhà. Nhờ hên đạp cái giò lại. Thôi coi con ếch chết sình rồi, lát dục bỏ luôn. Còn cá lóc kiến nữa nè. Thả nó ra luôn đi. Thả luôn đi. Chút cá lóc kiến cũng thả lại. Không biết nói sao luôn cả nhà ơi. Này là Thanh sợ cả nhà không tin luôn mình. Cá gì? Cái gì nó mới ụt một cái. Ui bữa nay nó sang cây có cầm cái gì à, cá kiến. Cá kiến này giống cá kiến hôm qua thả xuống á, nó chạy vô lại. Ui cái này dính hai con ếch sống rồi. Ừ, cái đầu này do là hâm để lên cao nè cả nhà, ếch nó thở được nó sống nè. Cá kiến bữa nay chạy ít hơn qua ta. Ô dính con tôm nữa nè cả nhà ơi, sao mà kỳ quá à, cái này không biết nói sao luôn á. Chắc có ở ngoài này mà dính tôm chắc mơi đặt. Mơi để mơi Thanh đặt thêm một bữa nữa coi nó là sao. Mà Thanh đi chuyển cánh khác. Thế nào là cũng dính tôm nữa. Mà ngày hôm qua Thanh đi thăm là không có tôm nha. Được mấy con tép nhỏ nhỏ à. Bữa nay dính tôm bự không luôn á. Đây bây giờ Thanh bắt con ếch bỏ vô bội. Vừa mừng mà vừa vui mà cũng vừa hơi lo cả nhà ơi. Lo là lo sợ cả nhà không tin. Dính một con tôm nữa. Một ăn ếch. Còn một ăn đồ. Con này hơi bự nè. Cái này hơi bự. Wow. Giờ tẩu cá nè. Ừ, coi chừng nó nhảy ra nè. Mình sẽ hết con cá nè. Cái này bị lủng nè, cái này ếch ra bớt rồi nè. Bị lủng nè. Lỗ này là ếch nó dùi ra được chưa. Rồi bây giờ anh cuốn nó lại đi. Cuốn lại đem ra cánh ngoài kia đặt, xích ngoài kia chứ. Trên đây Thanh đặt để ngày mơ Thanh đi thăm thử coi nó ra sao. Thanh không tin là nó dính tôm luôn á. Nay Thanh quyết định Thanh đặt lại ngày mơ đi thăm nữa coi sao cả nhà ơi. Chiều nay chắc đem kiếm lương ra đây đặt cho mấy cái bụi cỏ rau muống này nè. Tại thế ngày hôm qua dính được con lương, chắc chiều đem kiếm lương ra đây đặt.
Cái này hơi thấp rồi. Được có 3 con rồi cả nhà ơi, 2 con chết 1 con sống, nhưng mà nhờ được 12 cái ngục của Thanh thì chạy được coi 3 con ếch sống dưới trong đây. Mấy con ếch một con ếch này, 2 con, 3 con. Ủa, con này nó bị sình, sình cứ ình luôn, sưng chùm lụ đục bỏ luôn. Ba con ếch chết nè, coi nè cả nhà. Cả nhà ơi, Thanh không biết sao nói luôn cả nhà ơi, do là cái này nó dính ở trong trong cái kinh này mà dính tôm, Thanh cũng không biết nói sao luôn. Thì bây giờ Thanh cũng khoe cho cả nhà mình cùng xem luôn, được 2 con tôm, 2 con tôm, 3 con, 4 con, hầu như là cái đầu nào nó cũng chạy chân mà. 5 con mà có cái đầu giữa là chạy được 2 con cả nhà ơi. Vừa mừng mà cũng vừa lo nữa cả nhà. Cả nhà biết sao, Thanh mừng là dính được tôm với ếch nè, còn mà lo là lo, Thanh lo sợ là cả nhà mình không tin. Thấy dính ếch dính tôm ngoài đồng cả nhà không tin, cho nên Thanh lo cái vụ đó đó. Rồi bây giờ cá chờ nhảy cái rẫy vui mà không. Cá rô phi nhỏ này Thanh thả lại cả nhà ơi. Đây hai con cá lông kiến này Thanh cũng thả lại luôn, quên nó thả đây, chắc nó chạy vô nữa quá. Chạy đi, chạy vô môi mình thả nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con. Bữa nay có 16 con cá lông kiến nha. Cua, cua nhỏ này thả lại luôn. Rồi hai cua bự này để lại về nhà, với 4 con cua ngày hôm qua về nhà mình giả nấu canh ăn. Cá nhỏ nhỏ này con nào sống thì thả lại, con nào chết thì đem về kho. Cá màng, cá bảy chậu thả lại. Đó. Một mớ tôm, ếch, cua, cá. Rồi cái này Thanh đem vô Thanh nấu cơm ăn, giấc này chua ăn xong còn đi bán nữa cả nhà ơi. Rồi bây giờ video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị và các bạn cho Thanh xin một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để Thanh có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nha.